Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của con đường trung tâm xã thuộc xã Vĩnh Thạnh, cũng như mời quý vị các bạn cùng đi chợ đến một cái địa điểm đó là với cái mô hình đưa chợ ra phố. Hướng này em đang đi là từ đường trung tâm xã, đi hết con đường này sẽ tới giao với đường Lương Định Của. Dạ thì cái mô hình đưa chợ ra phố hôm nay là được đưa ra ở khu vực trên đường Lương Định Của vậy. Thì bữa trước đưa chợ ra phố là nằm ở trên con cái trường Lương Thế Vinh này nè. Dạ. Bữa trước cái khuôn viên ở sân trường Lương Thế Vinh này là tổ chức mô hình đưa chợ ra phố. Bữa trước em cũng có quay cho quý vị xem rồi đó. Thì hôm nay là mô hình đưa chợ ra phố là được tổ chức ở trên đường Lương Định Của. Và video này em thực hiện vào sáng ngày 8 tháng 9 năm 2021 quý vị. Chỗ này gần trường tiểu học của Vĩnh Thạnh này, hình như cũng đang có tiêm vaccine nè quý vị. Mọi người hình như đang đứng chờ tiêm vaccine. Thì hôm nay em sẽ đi chợ. Thì cái phiếu đi chợ này là được Ủy ban xã cấp cho mỗi hộ là đi 3 ngày, đi một lần, và có thể đi các địa điểm như là ở siêu thị Co-Food, rồi đi Bách Hóa Xanh, hoặc là đi mô hình đưa chợ ra phố. Thì bây giờ em đi đi chợ này là chợ mô hình đưa chợ ra phố trên con đường Lương Định Của, tổ chức ở cái vị trí 719, ngay chỗ cái quán, có một cái quán quý vị. Công viên rất là rộng cho nên là họ tổ chức ở trên đó. Thì kính thưa quý vị các bạn, theo số liệu đánh giá thì phân loại cái mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của 27 xã phường và 363 thôn tổ dân phố trên địa bàn của thành phố Nha Trang, tính đến 16 giờ 30 ngày 5 tháng 9 thì thành phố có 6 xã phường đạt cái mức bình thường mới, đó là xã Vĩnh Phương này, xã Vĩnh Thạnh này, xã Vĩnh Hiệp và Phước Tiến, Tân Lập và phường Lộc Thọ. Thì kính thưa quý vị các bạn, thì vào ngày 7 tháng 9 ở bên tỉnh cũng có một cái chỉ thị quyết định áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tương ứng với cái từng mức độ nguy cơ ở thôn tổ dân phố trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa kể từ 0 giờ 0 phút vào ngày 8 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Thì việc thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ ở thôn tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có cái lộ trình và từng bước vững chắc, đi cùng với việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các cái chế tài xử lý các cái hành vi không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý vi phạm bằng hình ảnh. Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, không tập trung quá 2 người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách 2 mét và các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tất cả trường hợp về tỉnh Khánh Hòa từ các cái địa phương đang có dịch phải thực hiện khai báo lấy mẫu cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định phòng chống dịch. Dạ, cái khu vực này là gần cái quán nhà sàn đấy vậy, trên cái đường Lương Định Của. Xe phiêu là phiêu
Bây giờ em sẽ gửi xe, em đi vào bên trong. Dạ. Vị trí này là địa chỉ là 719 đường Lương Đình Của. Dạ. À, cái quán này là quán nhà sàn, công viên nó rất là rộng nên tổ chức cái mô hình đưa chợ ra phố ở trên cái địa điểm này. Thì khi vào chợ quý vị phải có phiếu của ủy ban xã cấp và đồng thời sát khuẩn. Dạ. Phiếu này đi chợ 3 ngày, đi một lần. Thì cái chợ này nó cũng giống như cái chợ hồi bữa trước, mô hình đưa chợ ra phố ở trường Lương Thế Vinh. Mà nay hình như là khu vực này nó bán có vẻ đầy đủ hơn, vì rau rau củ quả là chính, rồi thịt, trứng, rồi các loại bánh, có trái cây nữa. Ở đây bán thịt heo nè. Thì kính thưa quý vị các bạn, đối với cái chỉ thị mà áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo cái mức độ nguy cơ ở thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thì đối với cái thôn tổ dân phố mà vùng đỏ và vùng cam á, thì yêu cầu người dân ở nhà không đi ra ngoài trừ những trường hợp cấp cứu, thiên tai và hỏa hoạn. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng hóa dịch vụ thiết yếu cho từng hộ dân. Chính quyền tổ chức lực lượng phòng chống dịch có sự tham gia của công an, quân sự, thành lập các chốt kiểm soát, thực hiện nghiêm việc siết chặt phong tỏa và thiết lập cách ly y tế, không để tình trạng là ở ngoài chặt hoặc là ở bên trong thì lỏng, bảo đảm là ai ở đâu thì ở yên đó, người cách ly với người. Thiết lập đường dây nóng 24/7 tiếp nhận giải quyết các cái nội dung cấp bách của người dân. Thực hiện việc đánh giá cái mức độ nguy cơ đến từng tuyến phố, con đường, nhóm hộ gia đình cụ thể để triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân theo quy định cho đến khi dỡ bỏ vùng đỏ, vùng cam, và đảm bảo thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và tuyệt đối không để lọt, không để sót trường hợp nào. Lấy cho 10 cái trứng gà. À. Nhiêu tiền? Đấy. Đúng. Thì ở trong vùng cam thì các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị chỉ bố trí tối đa 30% số người làm việc. Phóng viên, nhà báo thì được đi làm khi đáp ứng các cái điều kiện nêu trên. Còn trong vùng đỏ thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Còn đối với cái thôn tổ dân phố mà vùng vàng và vùng xanh á, thì người dân ở vùng vàng được đi tập thể dục ngoài trời trong nội vùng. Người dân ở vùng xanh thì được đi tập thể dục ngoài trời trong địa giới hành chính cấp xã. À, người dân ở vùng vàng, vùng xanh thì được đi mua đồ ăn, đồ uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống, đi chợ trong địa giới hành chính cấp xã theo phạm vi và tần suất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định và chịu trách nhiệm. Bánh nó ngon, anh đẹp trai mà cà chú mày. Ta còn tẻ măng cà chú. Trời ơi. Anh được rồi, cà chú ai mua hàng? Lấy gì chị đem? Lấy bịch đi. Một bịch lớn hay bịch nhỏ chú? Bịch lớn. Lên bé nửa ký phở, 15.000 một bánh canh luôn nha. Nhiêu vậy? 32. 32. Có 1 trăm sao thế? Chẹp cá gì
Có bùn ngót không cô? Đâu bùn ngót có không? Không có. Không có hả? Bùn ngót ngon rồi. Bùn ngót ngon rồi, ít ai bán ha. Ừ. Có trồng. Có trồng. Thì các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị có trụ sở ở vùng vàng, bố trí tối đa 50% người làm việc tại trụ sở. Ở vùng xanh thì được bố trí người làm việc theo nhu cầu công việc. Và đối với các cái trường hợp mà đi ra vào ở vùng vàng thì tất cả trường hợp phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Riêng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị phải xuất trình thêm giấy tờ xác nhận công tác. Thì một số trường hợp đặc biệt giao cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch, ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và quyết định và chịu trách nhiệm. Còn đối với các huyện như Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thì tiếp tục thực hiện theo khoản 212 công điện số 08 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24 tháng 8 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Rồi, vừa rồi em có chia sẻ cho quý vị các bạn ở cái mô hình đưa chợ ra phố ở địa bàn của xã Vĩnh Thạnh ở trên đường Lương Đình Của. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Xin mến chào quý vị các bạn.